Hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Một Bộ Finance. Trong video này, mọi sẽ nói về hai tâm lý ai cũng trải qua khi đầu tư tiền số là cryptocurrency. Thì tâm lý thứ nhất mà muốn chia sẻ với mọi người đó là gọi là FOMO, nghĩa là fear of missing out, là sự bỏ lỡ cơ hội. Mà khi mọi người cảm thấy mình á nhanh chóng mình muốn phải mua, phải bất chấp một giá coin nào đó mà mình cũng mua được vì mình nghĩ rằng á giá sẽ lên. Điều đó khiến rất là nhiều anh chị bị gọi là mua đỉnh. Tại vì sao? Tại vì khi mà các anh chị mua thấy giá đã lên cao rồi càng mua vô nữa thì cơ hội đu đỉnh của các anh chị rất là cao, có nghĩa là các anh chị khi lên đó các anh chị sẽ là người ở lại cuối cùng sau khi nó drop. Ví dụ như vậy. Và cái tâm lý thứ hai mà muốn chia sẻ với các anh chị á đó là FUD, là FUD nghĩa là fear, uncertain and doubt. Thì FUD á trong thị trường tiền số như một cái bẫy tâm lý, nó bao gồm sự sợ hãi nè, hoài nghi dẫn đến việc bán tháo làm thị trường á đồng loạt rớt giá. Vậy á lúc đó thì ai là cái người có lợi? Khi mà thị trường rớt giá như vậy, đó là những người tung ra những cái tin đồn thất thiệt, thì khiến cho cái thị trường nó cùng lúc nó rớt rất là nhiều. Vậy thì á mình phải làm gì những lúc đó? Thì khi mà nó rớt, một khi nó đã crash một cái rớt mạnh như vậy, các anh chị mọi người không nên là mua ở đáy, không nên bán ở đáy, mà chúng ta phải đợi market nó hồi lên. Tại vì mọi người hãy nhớ rằng á, không có một cái coin nào nó rớt mãi, nó rớt một lần, nó rớt một phát một xuống hết, mà nó sẽ có những đợt bounce, những đợt hồi lên. Mọi người thấy không ạ? Đây, khi nó rớt xuống dưới đây, nó bounce lên, nó rớt xuống dưới này, nó bounce lên. Đó, thì mình muốn out á, mình muốn kết lỗ á, thì mình đợi những cái lúc nó bounce lên như vậy nè, mình out đi. Okay. Nó đợi như vậy, mình out lên, bounce đi. Đó là những cái lúc mình nên out ra cho nó hợp lý để mình giữ tiền, để mình mua những cái lúc mà nó đảo chiều. Điển hình ví dụ như bây giờ anh chị cái trên này đi, mọi người out trên này là rất hợp lý, nhưng khi nó giá rớt một phát một như vậy thì sao? Thì mình sẽ out ở đây là mình rất là người thiệt thòi nè, là những người tung ra cái tin đó là người có lợi nhất nè, tại vì họ đang short cái market, họ đang bán khống nó đi. Rồi khi những cái lúc đợt lên như vậy nè, mình đu thì mình mua á, là mình bị lỗ hai đường luôn. Mình cứ nghĩ rằng ồ đây là được bounce, cái mình vô mình gọi là FOMO á, mình sợ mình bỏ lỡ cơ hội, nó quay ngược giá, quay ngược lên lại, thì mình đâm đầu vô mình mua, như vậy không có tốt, như vậy khiến mình sẽ bị lỗ thêm nặng hơn nữa. Vì vậy trong những trường hợp như vậy, thị trường đảo chiều rớt thì các anh chị không nên mua, không nên bán khi nó rớt quá rồi mình không nên bán. Mình đợi nó hồi lên, những cái đợt hồi lên là mình nên bán những cái lúc đó để mình lấy tiền về ha. Và các anh chị hãy nhớ rằng một điều á, tỷ phú Warren Buffett từng dặn mọi người rằng á, hãy sợ hãi khi thị trường đang tham lam và hãy tham lam khi thị trường đang sợ hãi. Tại vì sao? Tại khi á người ta càng sợ như vậy á, có nghĩa là mình sẽ phải canh những cái lúc đáy để mình mua. Còn khi mà cái đồng coin chẳng hạn nó lên quá đi, nó lên cực kỳ nhiều đi, thì những lúc đó mình nên sợ, tại vì mình có thể là người ở lại cuối cùng. Khi nó rớt một cái một thì mình không thể nào mà xoay kịp. Đó là những lúc mà khi mà thị trường đang rất là bullish như vậy, cực kỳ xanh lè lá le, thì mọi người nên bán dần từ từ, nó gọi là scale out, mình chốt lời từ từ đến khi nó đổi chiều cái là mình hoàn toàn sẽ bán hết. Để những đợt giống như Bitcoin, những đợt crash, không phải được correction như vậy nè, xuống từ 65.000, 64.800, nó xuống cỡ khoảng 46.600, thì đó, nó rớt một cái như vậy, thì mình out từ những lúc như này rồi, thì khi xuống như vậy, mình dùng những số tiền mình out, mình muốn phải mua vô, rồi khi nó đẩy lên một nhịp nữa, thì mình bán ra, mình phải là người đi ngược lại rất là nhiều số đông, tại vì đôi khi số đông họ có thể họ không đủ kinh nghiệm, họ không đủ kỹ năng để họ biết được lúc nào nên bán ra và lúc nào nên mua vô.
và khi mình chỉ nghe những người đó ở trên Facebook hoặc là mình nghe bạn bè mình nói mà mình theo một con coin nào đó, cơ hội mình mất tiền rất là cao. Hy vọng là buổi video này sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về hai tâm lý thị trường rất là đáng chú ý. Nếu mọi người thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và để comment bên dưới nha. Chào tạm biệt mọi người.